Lời tri ân sau cùng cho phép con được gửi tới bà, bố mẹ và gia đình con. Kính thưa bà nội và bố mẹ, con xin hết lòng cảm ơn bà và bố mẹ đã sinh thành nuôi đấng, dưỡng dục con. Cho dù bước đường con lận đận, nhưng đó là cách Chúa huấn luyện và đào tạo con, để qua đó con nhận ra rằng Chúa thương xót con. Nó làm sao hết công ơn dưỡng dục và những đêm trằn trọc lo lắng cho con trên đường tu học. Nhân đây cho con nói lời với bà và bố mẹ một lời xin lỗi vì những thiếu sót trong bổn phận đền đáp ân nghĩa của con với tư cách là cháu đích tôn, với tư cách là con trưởng trong gia đình. Con không tặng quà, con cũng không tặng hoa cho bà và bố mẹ, nhưng con muốn quỳ lại bà và bố mẹ một lần trong ngày này như một nghĩa cử biết ơn, và cũng là lời xin lỗi nếu như một lúc nào đó bà và bố mẹ bất ưng qua đời khi con chưa về kịp vì còn đang bận thi hành bổn phận của Chúa. Cảm ơn các em đã thay anh gánh vác công việc gia đình, báo đáp tình hiếu để anh được an tâm chu toàn sứ vụ Chúa trao. Cảm ơn các em về những hy sinh cả tinh thần lẫn vật chất cho bà, bố mẹ và cho anh. Những hy sinh đó đã góp phần rất lớn để chu toàn ơn gọi và sứ mạng đời mình.